Bạn thân mến, thương hiệu cá nhân là gì và tại sao thương hiệu cá nhân trở nên quan trọng đến như vậy? Đâu là cách để bạn có thể thành công từ khi còn trẻ và duy trì được phong độ đỉnh cao của mình liên tục theo những trạng thái và cách thức khác nhau? Đó chính là nội dung trong chủ đề về nghệ thuật xây dựng và tối ưu hóa thương hiệu cá nhân mà chúng tôi mong muốn cung cấp cho các bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều kiến thức để giúp mình có thể tự tin và thành công trong tương lai. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.